Lần đầu tiên Tâm Anh Studio xin gửi tới tất cả quý vị anh chị yêu âm nhạc trên toàn quốc, chúc cho mọi người một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất nhé. Sau đây em test tiếp một ca khúc Ngoại Ô Buồn trên trước sau cả K10 và chiếc mic ESK AT100 cho mọi người thưởng thức nhé. Em ưu tiên hàng đầu chiếc mic ESK AT100 loại 1 và trước sau cả K10 để phục vụ cho mọi người. Tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng còn đường lầy đây, cũng mái nhà lầy đây, còn mang kỷ niệm đầy. Nhưng trang đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, trên miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vạm võ vùng ngoại ô có người thương. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh. Chạy lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi đầy. Khóm hoa hàng dẫu thưa, lối xóm mình con kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên man khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn. Vạm võ vùng ngoại ô có người mong. Hôm nay tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi đầy. Khóm hoa hàng dẫu thưa, lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên man khơi nhiều
nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn. Em cảm ơn mọi người nhé.